Heyo, what's up? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber DM Gaming trong tựa game Meta Sloom. Và như anh em đã biết, mình đang ở server China. Giới thiệu cho anh em một nhân vật mới, một cô bé với mái tóc hồng cực kỳ đáng yêu. Và tên thì cô anh em nhìn này cũng đã xuất hiện ở trên màn hình của các bạn rồi. Tên là Lily anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Tên cô bé là Lily và nó đi với khẩu súng của vua địa ngục Hades. Mình không biết là cái nhân vật Lily này nó có liên quan gì đến Hades hay không, khi mà khẩu súng ở trong clip trước mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Và khẩu súng này ra mắt cùng với nó là Lily, cho nên là cả hai nó sẽ kết hợp với nhau tạo nên thành một bộ đôi mới, đúng không? Một nhân vật mới và một súng mới, nó rất hợp lý nhở. Cái con game này khá là hợp lý, nó vì nó là một cái con game cũng dạng như kiểu là thẻ bài gacha nha, nên là mỗi tháng có nghĩa là mình nghĩ là tầm khoảng 2-3 tháng nó nên ra một nhân vật mới, một súng mới, nó sẽ hợp lý để cho người chơi có những cái trải nghiệm thực sự là tuyệt vời. Và đây là nhân vật Lily, chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm cái nhân vật này. Sau đó thì mình sẽ dịch qua về cái bộ kỹ năng của nhân vật Lily này cho anh em xem nhá, và thật sự đây là nhân vật như thế nào. Rồi nào, giờ chúng ta sẽ được trải nghiệm Lily thôi anh em, trải nghiệm anh em nhá. Ấy ui sồi ôi, anh em nhìn thấy ua, đôi mắt màu hồng, đôi mắt màu hồng lại gắn một cái băng gô ở mặt nha anh em nhá. Anh em nhìn thấy hình gì không? Con thỏ rabbit rất đáng yêu luôn anh em. Đây anh em nhìn thấy không? Có một con thỏ đi cùng với Lily rất đáng yêu nha anh em nhá. Đây họ sẽ cho chúng ta trải nghiệm với khẩu gì nhở, khẩu Cerberus đúng không, khẩu 3 năm, khẩu đôi mắt địa ngục, đôi mắt của Hades. Đấy, nó sẽ cho chúng ta trải nghiệm này về Lily. Anh em thì nhìn thấy một cô bé rất đẹp, tổng quan đẹp đùa đúng không anh em, đùa nhìn rất loli ấy được không? Nhưng mà cẩn thận FBI đến tận nhà đấy anh em nhá, nhìn rất loli nhưng anh em rất rất đáng yêu nha, cảnh sát đấy đúng không. Nhìn này có cái mũ ấy, có cái mũ này, nhìn rất cảnh sát không gian anh em nhá. Đó, nhìn có một cái mũ này, nhìn rất trang phục, nhìn đánh giá tổng quan là mắt thường anh em rất đẹp đúng không. Thêm một con thỏ cực kỳ đáng yêu và cute, rất giống như loli vậy, nhưng mà lời khuyên chân thành là chưa đủ 18 tuổi đâu nhá, cẩn thận FBI tìm tận nhà đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm Lily anh em nhá. Sau đó thì sẽ đi dịch bộ kỹ năng của Lily xem thật sự Lily có ngon hay không. Đó anh em nhìn này, đấy cái khẩu vô địa ngục Hades anh em nhỉ. Nào bắn anh em nhỉ. Ấy à, khi tích đủ đạn anh em nhá, tích đủ đạn là bắn 3 viên luôn. Đó anh em này nhìn thấy, tích đủ đạn, à tích đủ đạn ấy, đúng không, là nó sẽ bắn 3 viên, hết đạn nó sẽ bắn một viên anh em nhỉ. Hết đạn nó sẽ bắn một viên anh em nhá. À đấy, hết đạn nó sẽ bắn 3 viên, khi mà tích được đạn nó sẽ bắn 3 viên. Đó, đây là kỹ năng đầu tiên này, gọi là một con thỏ bật nảy anh em này, hồi máu. Wow, lại đã đứng solo à. Ấy đúng không anh em, con thỏ nó sẽ tạo ra thêm con thỏ nữa, 3 con thỏ. Anh em nhìn thấy có 3 con thỏ trên đầu mình không, anh em nhìn thấy có 3 con thỏ trên đầu mình không, không biết 3 con thỏ đó làm gì nhỉ. Lại đã trải nghiệm xong đâu, bắt chưa kịp trải nghiệm xong hết à. Đây trải nghiệm lại nha anh em nhé, đúng không, anh em nhìn không, cái kỹ năng đầu tiên đấy anh em nhìn nó có 3 con thỏ trên đầu, chưa thấy 3 con thỏ làm gì anh em, đúng không, chưa thấy 3 con thỏ làm gì anh em nhìn này. Đó đấy, ném nó ném ra sẽ có 3 con thỏ, bắn 3 con thỏ sẽ tích đạn, bắn nhanh hơn thì phải, đúng không anh em, 3 con thỏ tích đạn, còn đây là kim của nó. Ua gọi ra một đàn thỏ, ua ua. Anh em nhìn không? cái kim 2 của nó gọi ra một đàn thỏ luôn, đúng không, ném nó giống như y hệt nhiều Lina vậy anh em, một cái phiên bản khác của Lina. Lily có khi là em gái của Lina đúng. Nhìn giờ nhớ ra anh em ạ, có khi là em gái của Lina thì sao anh em, đúng không. Cũng gọi ra bầy thỏ anh em nhá, cũng có 3 con thỏ. Đây ném lại kim này cho anh em xem này. Ném lại kim này anh em, ném lại kim này cho anh em xem này, đúng không. Súng này thì do khẩu súng anh em nhỉ, ném này. Ấy ra 3 con thỏ nhá, đây anh em nhìn này, 3 con thỏ nó sẽ tự bầu à, ấy nó tự bầu mình không làm gì anh em nhá, nó sẽ tự bầu kẻ địch kìa. Ui nó sẽ thấy kẻ địch ở đâu nó tự bầu. Ui có thỏ nhỏ, xong nó thành 3 thỏ nhỏ đậu trên đầu mình. Đó, nó thành 3 thỏ nhỏ đậu trên đầu mình, thỏ nhỏ như hồi máu nha anh em nhá, anh em nhìn thấy thỏ nhỏ nó hồi máu nhá. Còn đây là do súng anh em, đó anh em thể nhìn thấy. Đấy thỏ nhỏ này gọi ra 3 thỏ, 4, ui 4 rồi gọi, 1 2 3 4 5, rất nhiều anh em ạ, rất nhiều những con thỏ. Những con thỏ này nó sẽ tự bầu vào kẻ địch, mình không cần làm gì cả, vừa nãy mình không bắn đâu anh em, mấy con thỏ nó tự bầu. Hình như chúng ta sẽ có cái tích thỏ để cho nó được nhiều thỏ hơn, giống như ở việc Lina nó tích cá nắp ấy đúng không anh em, thì với con Lily này nó cũng tích thỏ hay sao anh em ạ. Ok đấy là những cái nhìn cảm quan đấy anh em nhá. Đây chúng ta cùng xem lại này. Đó, bây giờ mình sẽ bắn cái thỏ này ra trước nha anh em nhá. Đây bắn cái thỏ này ra để hồi máu này, tích được 3 con này, 1 2 3 này.
Đó, ba con thỏ này nó cứ nhảy nó hồi máu. Ôi, thành 6 con anh em, nó nhập về mình. Nó nhập về mình thì nó sẽ giúp cho mình hồi máu anh em nhá. Ba con thỏ nhỏ kìa, ba con thỏ trên đầu anh em. Nó sẽ giúp mình hồi máu anh em nhá. Đó, về hồi máu anh em nhá. Đây mất máu này, nó tự hồi này. Đấy, anh em nhìn không? Đây mình sẽ chạm đây mất máu này. Đó, con thỏ nó sẽ tự hồi máu anh em nhá. Đó, ba con thỏ nó sẽ làm cho mình hồi được máu anh em. Đây, bắn ra. Ấy, 6 con. À, đấy anh em nhìn không? Khi mình có ba con thỏ. Rồi. Nó y hệt Lina anh em, giống chúng ta có 6 con cá nóc và ném phát. Chúng ta đập một cái kill ultimate xong rồi 6 có bao nhiêu con cá nóc nó tóe ra xong rồi lao tất cả vào cái địch. Thì đây khi mình đang có ba con thỏ mà mình dùng cái kill ultimate của nó thì sẽ thành 6 con thỏ, ba con thỏ trên đầu mình nó sẽ lao luôn vào cái đối thủ thành 6 con thỏ nha anh em nhá. Vậy là chúng ta phải tích được ba con thỏ trên đầu sau đó chúng ta mới dùng ultimate thì nó sẽ thành 6 con thỏ đúng không anh em. Đây. Chuẩn bài như này đúng không anh em. Đây nhá. Đây chuẩn bài như này nha anh em nhá. Đầu tiên dùng ba con thỏ nảy về này. Đó, ba con thỏ nảy về này. Đó, ba con thỏ nảy về xong ném này vắt thành 6 con thỏ đấy anh em nhìn không? Ui, không làm gì tôi, không làm gì tôi, không tôi mình bỏ nút bắn rồi nha anh em nhá. Đấy, 6 con thỏ nó sẽ tự động bắn. Đó, nó sẽ đẩy về hồi máu cho mình nha. Đó, ok. Ui, bạn đúng nhập thỏ. Thỏ nhập. Ok chưa anh em, quá tuyệt vời ấy. Đây là một nhân vật lại support rồi anh em, cái kiểu hồi máu như này chắc chắn là support rồi, không thể đam chính được rồi. Rồi, đấy là về trải nghiệm nhé anh em nhé. Thôi, trải nghiệm xong rồi. Trải nghiệm xong rồi, bây giờ ra về dịch kỹ năng của nó đây anh em ơi. Đây, ném vào 6 con thỏ này. Đó, 6 con thỏ nó sẽ tự đi tìm kẻ thù nhé anh em nhé. Ở đây tích đạn anh em nhỉ. Đấy, chúng ta sẽ tích đạn anh em nhé. Đó, tích đạn là full đạn thì bắn sẽ ra tóe luôn. Tích full đạn này bắn sẽ tóe luôn. Đấy, một con thỏ nhảy bật đi bật lại hồi máu này nha. Hồi nhiều phết đấy, không phải ít đâu nha. Không phải ít đâu nha anh em nhá. Nào, ném 6 con thỏ. Tự về, đó anh em, thỏ giết người xong nó sẽ tự về. Ok, hoàn thành trải nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về bộ kỹ năng của Lily, em gái Lina nhé. Mẹ rõ ràng thoát rồi mà. Giờ chiến đấu đâu nhỉ? Đây à? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào với chi tiết của nhân vật này anh em nhé. Lily, theo mình nghĩ là em gái của Lina đó. Một nhân vật tóc hồng rất đẹp. Rồi, ok này. Xinh, úi xời, mặt hồng nhá. Tè đáng yêu nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng đi về chi tiết của Lily. Đầu tiên là về giới thiệu của Lily. Lily là một người không theo đuổi danh vọng và địa vị của Trần Thế. Một người sống rất lạc quan và yêu đời nhá. Lạc quan và trần thế. Đây dịch cái này hơi sai. Đây nhá, Lily là một sinh vật không theo đuổi. Làm con người nó dịch sinh vật hơi sai đúng không? Lily là một con người không theo đuổi danh vọng và địa vị trần tục. Cô cũng không bị ràng buộc bởi đạo đức học thuật. Là một nhà vật lý, cô sử dụng những thí nghiệm thú vị để khám phá các sinh vật sống. Slogan của cô là sự gần gũi tột độ khi nói về văn hóa. Đó là những cái lời giới thiệu cơ bản của Lily anh em nhé. Chúng ta sẽ về hiện tại nhân vật mới này là nó cũng chưa có skin gì đâu anh em, nó chỉ có Lily cơ bản thôi. Đây chúng ta sẽ đến với skin của Lily. Đây anh em này nhìn thấy. Đầu tiên ném ra con thỏ. Con thỏ nó sẽ bật nảy về và sẽ tạo thành ba con thỏ trên đầu hồi máu nha anh em nhé. Cơ bản chúng ta nhìn bằng mắt thường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dịch chi tuất nha anh em nhé. Pinbo di truyền, vâng ạ, gọi là rabbit di truyền đi, con thỏ di truyền đi nha. Dịch nó là phát ra một quả pinbo di truyền tấn công kẻ địch, gây sát thương bằng 150% tấn công. Sau đó quả bóng này sẽ nảy ngược về phía Lily để hồi 9% máu, hồi 9% máu, gây ra 150% sát thương và hồi 9% máu cho đồng đội xung quanh và tướng nền, cho cả đồng đội xung quanh nha anh em nhá. Vậy Lily đúng là super boost rồi nha. Lặp lại đòn tấn công 3 lần, 9 lần 9 x 3 hồi lại 27% máu đấy anh em ạ. Bỏ mẹ nhiều phết đấy, 9% máu cơ mà đúng không. Kim bị động 1, thỏ nhỏ tấn công một viên Pibo di chuyển, mỗi lần quay lại sẽ tạo ra một máy bay không người lái thỏ tồn tại trong 12 giây. Đấy, có nghĩa là cái đấy máy bay không người lái thỏ đấy, chính là con thỏ trên đầu ấy, tồn tại trong vòng 12 giây. Máy bay không người lái sẽ tăng tỷ lệ chí mạng của anh hùng thêm 3%, sát thương chí mạng thêm 10% và tấn công thêm 15%. Số lần bổ sung tối đa là 3. Đó, kỹ năng bị động. Ở level 2 thì sát thương sẽ tăng tấn công lên thành 165%, level 3 là 180%, level 4 là 195% và level
5 là 210%. Vậy tổng kết về kỹ năng đầu tiên, pinball di chuyền này, quả bóng di chuyền này, là Lily sẽ ném một quả bóng di chuyền về kẻ địch gây 150% sát thương, và sau đó quả bóng di chuyền này sẽ tạo ra 3 quả bóng khác và hồi lại 9% máu, đẩy ngược lại hồi lại 9% máu. Khi mà Lily sở hữu quả bóng này thì sẽ tăng quả bóng tồn tại trong vòng 12 giây. Trong vòng 12 giây thì sẽ tăng 3% sát thương chí mạng, 3% tỷ lệ chí mạng, 10% sát thương chí mạng và 15% tấn công nha anh em nhé. Đó, cơ bản là như vậy. Đó là kỹ năng đầu tiên. Còn kỹ năng thứ hai các bạn có thể nhìn thấy, như mình vừa trải nghiệm cho các bạn nhìn thấy, là ném ra 3 con thỏ. Đúng không? 3 con thỏ hồng. Vừa nãy là thỏ xanh, bây giờ ném ra một lúc 3 con thỏ hồng. Đó, con thỏ hồng đấy anh em nhìn không? Ném ra một lúc 3 con thỏ hồng phát nổ và tạo thành 3 con thỏ xanh về lại hồi máu cho Lily. Cơ bản nó là như vậy. Rồi, cơ bản nó là như vậy nha anh em nhé. Còn về chi tiết thì chúng ta sẽ phải đến với kỹ năng chi tiết này. Nó có tên là bầy thỏ nano. Thêm 3 máy bay không người lái được tạo ra, sau đó lao ra đánh kẻ địch và gây sát thương bằng 250% diện tích. Con thỏ sau đó sống trong kẻ thù. Dạng như một loại ký sinh trùng anh em. Con thỏ sau đó sống trong kẻ thù. Tăng sát thương mục tiêu phải nhận thêm 40% trong vòng 10 giây. Dạng như kiểu một bút ấy, một dạng đe bút nha anh em nhá. Tăng 100 sát thương giống như kiểu là cu kích ấy, giống như ở con chim ưng của cu kích nó đánh dấu ấy. Thì ở đây thì cái con thỏ nano này của Lily nó cũng đánh dấu kẻ thù trong vòng 10 giây. Anh em bắn vào nó thì sẽ tăng thêm 40% sát thương nhá. Sau thời gian này, tất cả máy bay không người lái thỏ sẽ trải qua vụ nổ cuối cùng, và sát thương của vụ nổ cuối cùng là 5% thiệt hại mà tất cả vật chủ phải gánh chịu. Dạng nhiều xe đạp anh em. Chính xác là Lily là một nhân vật super boost và xe đạp nhá. Đọc câu này xong nha anh em nhá. Đọc câu này xong này. Sau 10 giây. Sau thời gian này tất cả máy bay không người lái thỏ, những con thỏ nó sẽ quay trở về, đúng không? Nó sẽ nổ một ăn không quay trở về, có quay trở về, nó nổ phát cuối cùng, và cái sát thương này sẽ bằng 5% sát thương, 5% thiệt hại mà tất cả vật chủ phải gánh chịu. Dạng như ở Lily gánh chịu 100 đam thì con thỏ nó trả lại 5% của 100 đam, kiểu như vậy anh em. Dạng như cái dạng cho cứ nói nôm na là kiểu dạng xe đam cho chủ ấy, xe đam cho chủ nha anh em nhá. Ok. Sau đó quay trở lại Lily để chữa lành vết thương cho bản thân và tất cả đồng đội, phục hồi 5% máu cho mỗi chú thỏ không người lái. Với 3 chú thỏ là chúng ta có 15% máu, kết hợp với 27% máu ở kia nữa, 27% máu ở kin 1 nữa. Rất nhiều thỏ, rất nhiều cái hồi máu nha anh em nhá. Vậy là gần như là Lily khi mà dùng combo của cái gì nhỉ? Combo của bầy thỏ nano và combo của quả bóng thỏ kia thì gần như là Lily sẽ hồi phun lại cái máu nha anh em nhá, đúng không? Một cái lượng hồi máu cực kỳ lớn đến từ Lily. Cover cực kỳ tốt, cái Lily này đi 3v3 sẽ rất bá đấy anh em nhá. Một dạng cover boot rất ngon. Tiếp theo, một dòng tiếp theo này, cứ 5% thuộc tính bỏ qua phòng thủ thì Lily sẽ tăng sức mạnh cho các anh hùng trong đội thêm 0.5%. Cái dòng này dòng bị động thì không nói, chủ yếu là cái kim chính kia. Ở level 2 thì sát thương va chạm của Nano Rabbit, vâng, bầy thỏ Nano Rabbit, bầy thỏ cấp 2 sẽ tăng lên thành 275%, của cấp 3 sẽ là 300%, cấp 4 sẽ là 325% và cấp 5 sẽ là 350% nha anh em nhé. Đó là hai kỹ năng chủ động. Còn chúng ta sẽ đến với kỹ năng bị động của Lily. Kỹ năng bị động đầu tiên có tên là tuổi thọ pin mở rộng. Tuổi thọ pin ở thời gian bút đòn tấn công của con thỏ tăng thêm 3 giây. Burner. Cứ mỗi 5% thuộc tính tăng sát thương bất thường mà Lily sở hữu thì thời gian hỗ trợ sẽ tăng thêm 0.2 giây nha anh em nhé. Đó. Ở level 2 là thời gian đạt được của cái con bóng của cái bóng thỏ cấp 2 tăng thêm 3.2 giây. Cấp 3 là 3.4, cấp 4 là 3.6 và cấp 5 là 3.8 giây nha anh em nhé. Kim bị động thứ hai có tên là mô hình sản xuất đồng loạt, dạng nhiều solo copy anh em nhé. Đó là khi máy bay không người lái, khi con thỏ ở trên đầu chúng ta, mỗi máy bay không người lái sẽ phục hồi 1% điểm máu mỗi giây. Nó tự phục hồi máu luôn anh em ạ. Có nghĩa là đấy, nó tự phục hồi 1% máu luôn. Rất nhiều cái hồi máu dành cho Lily anh em nhá. Trong quá trình hình thành đàn thỏ nano, bạn sẽ điều trị liên tục hồi phục 2% máu giây, 2% máu trên giây. Bầy thỏ nano là mấy con thỏ hồng anh em, còn cái thỏ không người lái là con thỏ xanh anh em nhá. Đây này. Bầy thỏ nano là cái con thỏ hồng này anh em nhìn đâu. Đây, bầy thỏ nano là cái con thỏ hồng này anh em này. Đó. Bầy thỏ nano là con thỏ hồng nha anh em nhá. Em nhìn không? Đó là bầy thỏ nano này, còn con thỏ xanh ấy
con thỏ xanh đấy, con thỏ xanh này là con thỏ không người lái anh em nhá, nó dịch là như thế đấy. Chúng ta có thể hình dung nôm na là như vậy anh em nhá. Rồi, mình đang dịch ở cái này đúng không? Đó, nói chung là trong quá trình hình thành bầy thỏ nano thì sẽ tiếp tục hồi phục 2% máu trên dây, 1% máu trên dây và 2% máu trên dây. Màu sắc sẽ cũng được thử xử lý, màu sắc cũng sẽ được xử lý với hiệu quả tương ứng, là dạng như kiểu màu của hồng, màu hồng và màu xanh như mình đã nói với các bạn. Ở level 2 này, bầy thỏ nano sẽ được trị liệu liên tục trong quá trình hình thành bầy đàn, hồi phục 2,1 giây. Đúng không? Khi bầy đàn, khi mà anh em xuất hiện cái skin bầy đàn nano này, nó sẽ hồi phục lên từ 2 giây lên thành 2,1, 2,2, 2,3 và 2,4% nha anh em nhé. Sorry nha, không phải giây, 2,4% trên giây nha anh em nhé. Hồi phục 2,4% máu trên giây. Và kỹ năng cuối cùng, kỹ năng bị động cuối cùng của Lily, nó có tên là mình chưa dịch kỹ năng này à? Sorry nha, mình chưa dịch cái kỹ năng này. Để mình dịch cái kỹ năng này, nó có tên cuối cùng là gì vậy ta? Cái tên, cái kỹ năng cuối cùng này của nó là đây. Kỹ năng cuối cùng của nó, chúng ta dịch ra nó sẽ là vụ nổ sinh hóa. Kỹ năng cuối cùng của nó dịch ra có tên là vụ nổ sinh hóa nha anh em nhé. Kỹ năng bị động cuối cùng có tên là vụ nổ sinh hóa. Tỷ lệ kế thừa sát thương của vụ nổ cuối cùng của bầy nano bit được tăng lên 10%. Có nghĩa là từ 5% ấy, khi mà cái nổ mà về 5% sát thương mà nhân vật phải gánh chịu, cái xe đam mình nói với các bạn ấy, thì bây giờ nó tăng lên thành 10%. Cứ 5% thuộc tính bỏ qua phòng thủ của Lily thì sức tấn công của các anh hùng trong đội tăng thêm 1%. Ở level 2 thì tỷ lệ kế thừa sát thương của vụ nổ cuối cùng tăng lên thành 10,1%. Level 3 là 10,2%, level 4 là 10,3% và level 5 là 10,4%. Ok anh em nhé. Vậy tổng kết lại thì chúng ta có gì với Lily nha? Tổng kết lại chúng ta có gì với Lily? Lily là một nhân vật super boost mới sẽ xuất hiện trong ở server China này, còn ở server Việt Nam chúng ta thì không biết được. Đây là một nhân vật mà anh em như chúng ta đã chia sẻ với anh em. Một nhân vật với khả năng hồi phục cực kỳ khủng khiếp. Đây là một dạng như kiểu nhân vật nâng cấp đúng không? Một phiên bản update, một phiên bản plus của Naya vậy. Naya cũng có hồi máu nhưng mà chỉ hồi máu cho bản thân thôi. Lily đây hồi máu cho cả bản thân, hồi máu cho cả đồng đội đúng không? Nhưng tất cả những cái chỉ số của Lily nó đều là dạng như plus đúng không? Dạng nâng cấp, dạng update của Naya vậy đúng không anh em? Một phiên bản hoàn toàn mới, một phiên bản mà chúng ta rất đáng chờ đợi dành cho một nhân vật mà có khả năng boost mạnh mẽ với cái lượng máu khổng lồ như thế này. Có lẽ nó sẽ phù hợp nhất với mấy ông top đúng không? Mấy ông top mà đi cùng Lily sẽ rất thích đúng không? Và trong những cái hoạt động mà mấy ông cầm khẩu Venus 5 sao mà có Lily đứng đằng sau, các ông cứ đứng đây, ông vác này, ông cầm Venus, ông đứng bắn xong Lily đứng boost máu cho các ông thì các ông không cần phải về hồi máu nữa rồi. Các ông đứng nguyên một chỗ ông xả đạn rồi. Mà có một nhân vật boost máu như thế này thực dạng khủng khiếp, khác gì ông đứng trong bể hồi máu đâu anh em. Đúng không anh em? Ok, đây clip này mình xin phép tạm dừng lại đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. See you again và thank you.